Chào các bạn, thì tiếp tục với chương trình là lắp tủ điện cho máy plasma. Thì mình đã bố trí hết rồi và cũng bắt ốc rồi. Bắt ốc cứng hết. Thì bây giờ sẽ tiếp tục với việc là sẽ đấu dây điện cho nó. Thì đầu tiên là mình sẽ đấu trước cái dây tín hiệu, rồi sau đó từ 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 sẽ phân ngược ra mấy cái dây IO điều khiển relay, rồi mới tới cái trò là đấu dây công suất. Và thường nếu mình đúng á, thì dây công suất sẽ làm riêng so với dây tín hiệu, nhưng mà như vậy thì nó rất là rườm rà và tốn thời gian, nên mình thì mình cứ dây công suất với dây tín hiệu đi chung hết. Thì để đấu dây cho nó an toàn và nó đúng thì thường là mình dùng những cái thiết bị sau. Cái này giang hồ gọi là cót đi, là một cái cót thẳng như vậy. Thì cót này nó sẽ bảo vệ cái đầu dây điện khi mà lắp vô cái domino như thế này. Nó sẽ bảo vệ cái đầu dây điện, nếu không là mình lắp mạnh siết cái ốc này mà mạnh tay quá thì rất có khả năng là nó sẽ đứt luôn cái đầu dây điện trong đó. Thì cái cót này nó sẽ bảo vệ cái đầu dây điện đó. Dụng cụ kèm theo thì kèm cắt. Kèm bấm cót. Cái loại kèm khác cũng là kèm bấm luôn, bấm đầu cót luôn, và cũng hai cái kèm đó thì đều bấm cái loại cót này đó. Thì hai kèm thì nó sẽ cho ra hai cái kiểu bấm khác nhau. Rồi cái này kìm cắt, kim kèm tút dây đó. Thì trở lại với cái BB của Nhất Sơn, thì ở đây nó đã có mấy cái socket được hàng sẵn rồi. Thì đi kèm của nó là mấy cọng dây cũng đã được bấm đầu rồi. Thì trên quan điểm của mình á, thì mình không có thích cái kiểu mà ao ra chỉ có 3 dây như vậy. Thông thường của mình á, là 4 dây, một dây step và dây đi, thì mỗi cái là một cặp dây tín hiệu và dây cơm đó. Nhưng mà cái này mình dùng với cái đường truyền dẫn nó ngắn thì cũng không ảnh hưởng gì đó. Thì nó cũng thuận tiện lắm, chỉ cần ghim vào như vậy là xong. Thì nó sẽ gồm có 3 dây, thì trong đó sẽ có một dây cơm, một dây step và một dây đia. Thì với cái BOP của Nhất Sơn thì cái việc dây cơm đó mình có thể chọn lựa nó là cơm cộng hoặc là cơm trừ, bằng cách là xả cái mối hàn này. Đó, bằng cách xả cái mối hàn này, hàn lên trên hoặc hàn xuống dưới. Như vị trí hiện tại ở đây á thì nó là cơm cộng. Kế tiếp thì để đi dây cho nó thuận tiện á, thì ở đây như trên cái bảng của mình đã để 4 cái driver. 4 cái driver thật ra là máy cũng chỉ có XYZ thôi, nhưng mà chạy Double Y hay là mô hình gantry á, tức là có hai chạy song song cùng lúc 20 Y thì cần 2 driver. Thì có nhiều cách, nhưng mà thông thường là mình sẽ đấu song song 2 driver lại cho nó chạy giống y chang nhau là xong. Đó là mình chỉ cần có 3 cái đầu dây như vậy thôi. Thì mình sẽ ướm dây xem độ dài bao nhiêu, rồi mình cắt gọn nó lại, rồi mình mới tiến hành bấm cót, rồi
kế tiếp là mình mới bắt vô mấy cái đầu domino. Thì ba đầu dây sẽ tương tự với ba đường X, Y, Z. Thì mình sẽ giả thiết là mình sẽ cho nó vô cái hộp luôn. Đó. Thì trục X sẽ chỉ đi ngắn gọn là từ đây qua đây. Rồi là lọc đến đây. Đó là một trục. Rồi cái này là trục Y. Đó. Đi qua đây. Lọc lại đây. Đó. Đó, đây. Đó. Cái này là trục Z thì tận cùng bên đây. Đó. Thì mình sẽ cố gắng trừ heo một đoạn chứ không có nên cắt ngắn quá. Tức là mình phải cố định cái này cho nó sát xuống một xíu. Đó. Rồi chỉ theo một đoạn, ví dụ như ở đây để cụp xuống domino vậy thì mình sẽ cho nó lên đây nó cụp xuống. Đó, đó là cái cách. Hoặc là có thể là chỉ theo nó xa xa thêm chút xíu, ở đây mình chặn là mình sẽ kéo thẳng dây ra để thêm chỉ theo trong chỗ này khoảng 2 phân nữa. Đó thì nó sẽ làm cho cái chuyện là không có bị thiếu, tại vì mình cắt rồi. Đó. Rồi một dây đây mình chặn sát xuống, tiếp tục cái trình tự như vậy. Hai dây rồi tiếp tục chặn dây thế, mình chặn xong mình kéo ra nó thẳng dây chút xíu. Là sẽ nối song song với nhau, thì thay vì mình đòn ngược từ đây thì dài vòng nên mình sẽ đấu trực tiếp từ đây qua đây, đó bằng cách là xoay cùng như thế này, đó nên mình cũng sẽ so một cái dây mình sẽ cắt luôn. Đó. Cái này là sẽ dành cho song song với trục Y. Ngoài ra là nó sẽ có một cái cộng ở đây là mình xài đi, có một dây chung, dây chung là dây màu xanh, thì mình cũng sẽ cắt một vài đoạn dây màu xanh để làm thành một cái dây chung. Thì cho cái số dây mình cắt ra đây cứ lấy đại một sợi đi, tổng cộng ở đây 1, 2, 3, 4, ở đây 1 rồi, thì mình sẽ cắt thêm xong rồi thì giờ mình tháo ra thôi. Tháo ra thì mình sẽ làm trước hai cộng ngắn nhất và dài nhất của trục X và trục Z. Rồi trục Y thì mình sẽ làm sao để cho tránh trường hợp là hạn chế bị lộn. Cái này là kèm cuốn dây tốt. Thì để sử dụng với cái đầu cót này á thì mình sẽ cần tốt khoảng 1 cm. Mình sẽ làm demo. Được. Được. Xong thì dây cơm này mình sẽ
xoắn nhẹ nó một cái. Dùng cái đầu cót ghim nó vào, mình xét vào đó. Rồi thì hai cái kèm này thì mình sẽ bấm như thế nào, trước mắt thì mình sẽ bấm thử bằng cái kèm này cho các bạn thấy đó. Thì cứ cho nó vào thôi. Thì cái kèm bấm code này nó sẽ làm ra code kiểu này đó. Rồi thì cái đầu code kế tiếp thì mình sẽ dùng cái kèm kia. Thật ra mỗi cái kèm nó sẽ đều có một cái tác dụng, hai cái này thì nó giống nhau nhưng mà cái cách bấm và cái đầu code của nó sẽ ra hình dáng khác nhau. Rồi. Thì do cái dây này rất là nhỏ so với cái code, mình không có cái code nhỏ hơn nên mình sẽ bấm hai lần đó thì nó sẽ ra như vậy đó. Thấy khác không? Đây đó, thì ra bấm như thế nào thì tùy mình thích thôi đó. Bấm cái nào thì cũng nhét vô đây được cả. Rồi thì trình tự thì mình sẽ bấm nhiều cái đầu có như vậy nữa. Mấy cái chuyện này sẽ rất là đơn giản nhưng mà nó sẽ khá là mất thời gian đó. Sau khi bấm xong thì nó sẽ rất là cứng. Rồi tiếp tục với cái dây của trục giác thì vẫn phải tuốt đầu dây thôi. Rồi mấy cái lẻ lẻ là được nhiêu đây rồi nè các bạn đó. Thì bây giờ mình sẽ nối chung với cái dây này rồi mình sẽ bấm thêm một lần nữa. Thật ra mình xe như vậy á, để cho khi mà mình thọc vô đây á, nó không có bị dội ngược lại. Rồi như vậy thì cái thao tác bấm là nó chỉ như vậy thôi đó. Rồi bây giờ thì sau khi ấy xong á là mình sẽ bắt vào đây đó, gắn mấy cái đầu dây vào đây. Thì cái domino này á thì theo quy ước là vuông cộng trừ dây cộng đi trừ đó. Nên mình cứ cộng đây, cắm như vậy thì cộng
phải xả ốc cho nó dồn cái đáy ra phía sau. Thì mình mở ra bự bự, tại vì cái đầu bi này nó cũng là loại bự đó, nên mở thoáng một xíu để mình nhét vô cho nó dễ. Xích trước đi. Chuẩn. Rồi. Xong. Rồi, giờ thì lắp rồi thôi. Rồi. Rồi, tạm kết thúc cái phần đấu dây xếp đĩa cho driver. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha. Mình sẽ tiếp tục sau ha.